Ừ, video trước thì mình đã tạo xong cái app, video này mình sẽ bắt đầu tiến hành thử thử cái login nhé. Thì để thử cái login này, đầu tiên thì mình sẽ phải tạo cái router đã. Chưa tạo, đây. Bạn quay về thằng này này, xem nó tạo router. Đây, mình sẽ tạo một cái router. Các bạn mở cho mình cái file router đi. Đây, web đây này. Ở đây thì ở trong cái, các bạn để ý là mình ở trong cái URL context của mình ấy. Context là account Google và context thì ở đây trong cái router này này, mình sẽ phải gì? Account ok Google. Đây. Ở đây các bạn sẽ phải thừa sửa lại thằng này này. Thì ở đây thì mình sẽ cho là một cái social. Đấy. Đây. Account Google đây thì nó sẽ là social rồi. Tiếp theo là đây là một cái là redirect, một cái là callback này. Đấy. Đây. Đây. Ok. Đấy. Mình sẽ có một cái đường nhận như thế này. Và các bạn vào cái ở đây mình sẽ social đấy, ở đây các bạn nên là bay ok. Thì ở đây là gì, các bạn gắn thằng này vào đây cho mình này, relax này. Thì ở đây các bạn vào cho mình cái file login đấy, author resource, author đây login này. Ở đây các bạn đăng nhập đây, tạo thêm một cái link cho mình là Google này. Đấy, thì ở đây các bạn truyền cái URL vào. Ở đây thì mình sẽ có gì? Mình sẽ có là thằng social. Social ở đây mình sẽ là bằng Google nhá. Đấy. Ok. Thì các bạn đi ra đây thử này. Đăng nhập quên mật khẩu. Đây mình sẽ cho là BR đi. Cho này đi xuống. BR. Đấy. Google này, thử này. Relax. Mình xem thử này. Ở đây thì đầu tiên là mình sẽ debug từng cái một này, không tồn tại cái driver, không tồn tại cái driver ở trong app model social, app model social đây. Thì mình xem lại thằng này xem. Rồi các bạn, social kia mình đã có. Các bạn để ý lại chút nữa, có lẽ lúc nãy mình đang nhầm ở đâu đấy. Đây. Đây, social driver này. Cái model social đâu? Ở cái chỗ xe buýt thì yêu này rồi đúng không? Ok. Ồ, sao con này không tồn tại, nó không tồn tại thằng driver nhỉ? Social.
Mình xem là mình hiện tại mình đang vào đây rồi nhá. Mình vào đây này. Social đây. Mình đăng thằng này nó là hiện tại nó sẽ là thằng Google này. Đấy. Ok, tiếp tục Google thì ở đây thằng social bên này. App social đây. Model. Model social đây. Ồ hô, thằng này sao nó lại không không có gì nhỉ? Social driver. À, yêu social thằng này như nó không không phải là model. Mình nhầm nhá. Đây, đây. Thằng này nó chỉ là yêu các social thôi. Đấy, thì ở đây thằng format URL thiếu một cái tham số. Mình clear config đi. Cái này mình chạy kia mình chưa. Đấy, ở đây được hiện tại là nó đã đúng rồi. Nhưng mà ở đây nó đang bị một cái lỗi gì ở trong cái tức là cái URL REST này. Đang bị thiếu. Bốn không bốn long social. Bốn login. Đấy, các bạn cứ search nó báo lỗi gì thì mình cứ search theo lỗi đấy thôi. Author 2. Nó vẫn là thiếu cục ken sao? Đến đây con bách đây mình sẽ đây mình sẽ đi. Cái app này nó đang có vấn đề gì rồi. Mình có đi nhầm cái này không ta? À, ở đây các bạn sửa cho mình này. Các bạn không 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 ghét trực tiếp trong NP nữa mà mình sẽ set luôn cái giá trị nhé. Mình quên mất, mình để thằng này hiện tại nó đang chưa lấy được cái link này nên nó sẽ bị lỗi thôi.
Ok, chắc là này được đấy. Đây. Ok. Nó sẽ ở trong cái này, nếu mà lỗi nó sẽ lỗi trong cái app Switch. Đây, viết này. Social account do not appear. Đây. Ở chỗ này mình chưa yêu ra nhé, các bạn ý này. Đây, mình viết ngay này. You app service social service đây. Các bạn ý là trong cái hàm này này, nó sẽ hàm một cái hàm create này, thì bây giờ mình vào chọc từng cái bước một này. Đầu tiên là nó sẽ query ở trong cái bảng social này để lấy ra cái thông tin thôi. Nếu mà chưa có thì nó sẽ insert, và có rồi thì nó sẽ lấy ra. À, như vậy. Ở đây nó sẽ lấy theo email và mật khẩu password. Ở đây thì các bạn nhớ hát được và không hát được, cái này nó không cần thiết. Email, và nó sẽ trả về thằng user vừa login. Bước này nó sẽ trả về where này, nó nếu mà tồn tại thằng user. Nếu mà tồn tại thằng user, không tồn tại thằng user thì nó sẽ tiến hành tạo mới, và ngược lại thì nó sẽ wake vào cái bảng user để lấy ra thông tin của user đấy. Thì ở đây user này, name này, mình xem lại cái hàm, cái chỗ mà register của mình ấy có cần cái gì. Đây. Cái register này, password, email, name. Các bạn xem cho mình cái hàm create, cái chỗ minigate ấy, chỗ ở đây là mình sẽ không lấy số điện thoại, nên là cái lúc mà mình mà không add số điện thoại là nó sẽ bị lỗi. Nha các bạn, check tiếp này, phone này, Uniqlo này, đấy. Ở chỗ này này. Tạm thời số điện thoại thì các bạn add cái mật khẩu phone này. Các bạn cứ add là 123456789 đi nhá. Còn không thì các bạn phải để là null. À, 123456789 lại không được. Các bạn lại để thôi, lấy thằng này. Lấy thằng provider của nó, thằng này nó cũng duy nhất thôi. Đây. Đấy. Và trả về rồi, ok rồi đấy, mình thấy ok rồi đấy. You app. Ờ được. Social not. Ở đây thằng này social đây mình chạy yêu nó vào này. Social account đúng không? Đây thằng này. Đấy. Thì ở đây các bạn ý một chút nữa là cái hàm login của mình nó không phải như thế này nhá. Các bạn mở cái file login của mình lên. Các bạn mở cái file login này. Khi mà mình login mình có được user rồi ấy, mình đăng nhập mình sẽ chỉ add cái email và password vào thôi. Đây. Đấy. Thì ở đây khi mà nó trả về thằng này thì nó cũng sẽ gì? Ở đây cái mặt trả về cái mảng này là một mảng data, thì mình sẽ gì? Mình sẽ có một mảng. Đây, email bằng user cho tên email và password cũng cho tên password. Ở đây các bạn chú ý nhá. Khi mà ở đây này, khi mà nếu mà dùng như vậy ấy, thì là gì? Đây. Ở đây nếu mà gì, nếu mà mình mà ghi kiểu vậy ấy, thì trong này cái ở cái chỗ password này này, khi mà mình create này, mình sẽ phải còn đi hai hết nó lại không nhỉ? Password hash. Nếu mà không hát. Đây, chỗ này mình cũng phải hát nó lại nhá. Không hát nó thì nó sẽ bị lỗi khi mà nó đang đăng nhập ấy. Nó sẽ bị lỗi ngay. Đây thì các bạn sẽ phải hát nó lại. Hát make. Chỗ này thêm một chút nữa là hát make này. Rồi các bạn sẽ use cái namespace của nó vào. Hát. Đây. Đấy, ok, mình thử nhá. DD, DD ở đâu nhỉ? À, mình DD user thế này. Đây. Và mình sẽ redirect về đây, sẽ redirect về thằng này này. À đây mình thiếu, mình sai thiếu dấu hai chấm. Đây mình sẽ xóa đi nhé, mình sẽ xóa đi, mình ấy lại nhé. Account này, login này.
Về mình chưa 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 chạy Mirage. PP Artisan Mirage. Ok. Ở đây một lần khi mà mình đã bị lỗi rồi ấy, nó thằng này nó sẽ ấy luôn, nó chết của nó sinh ra một cái token ấy, chết thì hay là mình các bạn phải ấn lại vô này. Không tồn tại provider trong cái account đây. Để mình xem lại, hình như lúc này mình copy ra hai nơi thì hình ra cái cơ sở dữ liệu của mình nó khác. À. Đây. Các bạn sửa lại cho mình chỗ một chút ở chỗ này. Đây. Ở đây là gì? Cái này là mình sẽ để là và gì và provider đấy có nghĩa là social hoặc là Facebook nhé. Ở đây đúng là các bạn phải để cặp hàng này là Iniqui này. Bởi vì sao? Bởi vì user của người dùng cái không thể trùng nhau được. Ok, mình sẽ rollback lại này. Ok. Cái này lại thôi. App user model app user này nó ở đâu ta? User ở đây mình sẽ update social. Cái này nó đang tao dần tới thằng nào đây, nó đang là model app user. New service user đây, cái thằng user đâu này. Bên này thì các bạn đã mình thiếu nào nhỉ? Nói chung là mấy cái ví dụ này nhiều lúc nó sẽ không đúng nên các bạn cứ từ từ sửa thôi. Đây. Trong cái account social nào user à, sao có lẽ cái chỗ relationship này viết lại được. Được rồi, chắc dòng này thôi. Full match column is a filter is a à, cái này nó is a ID. Hình như nó lấy được thông tin rồi đấy. Mình xem nó đang insert ở chỗ nào. Coi. Column. Ơ, mình có thằng này. À. Đây.
ở trong chỗ này mình không có. Ở đây thay vì đấy thì các bạn có thể viết viết này cho nó ấy, mình cho nó đủ đủ quyền sửa hết tất cả mọi thứ ở column. Insert à, đâu nó insert đúng không? Sai à? Cái insert ở nó đâu ta? Query update, query hoặc update thì thằng này gọi tới thằng service này đây, nếu không tồn tại thì lấy nickname. Ở đây mình sẽ phải tạo thêm một cái column nữa. Đây. Bạn tạo thêm cho mình một cái column nữa là cái user ID. User ID login. Đấy, ok. Các bạn run back lại nhé. Class author, à mình chưa yêu thằng author. Chắc là này nó được rồi đấy. Author. Đây này. Undefined pass không tồn tại những pass post ở đây user password Oh, hình như nó chưa chưa nó đã login được rồi mà nó chưa check được cái sao ấy. Mình thử xem. Ở đây mình sẽ thử DD ra gì? DD ra các DD ra thằng user này. Đấy thì lại user thằng này đã lấy được rồi này, name này là đây, email password này. Sao nó lại chưa login được nhỉ? Nếu nó login rồi thì nó phải, nếu nó login thành công thì đây các bạn copy lại check này, này ở đây hiện tại là nó là ok rồi đấy, nhưng mà login này. Đây mình sẽ check này. Khi mà nó đã đăng nhập thành công thì nó sẽ về trang if đây, if nếu thằng nào thành công
nó thành công thì mình sẽ cho nó về trong này. Ngược lại là redirect. Nếu mà login thành công thì mình sẽ cho nó về cái trang profile nhé. User. Đây, nếu mà nó login thành công thì mình sẽ cho về trang này đi. Để mình thử xem thử nó đang còn xem nó đúng hay không nhé. Đây. Ở đây cái token nó hết hạn đấy, các bạn cứ từ từ làm lại thôi. Đây là nó lấy được thông tin ở đấy, nhưng mà chẳng qua cái chỗ author mình đang ở đấy nó đang sai. Đây đây thì nó đang sai rồi, nó đang chưa login được. Nó login được thì nó sẽ về cái trang chủ, à, về cái trang quản lý người dùng. Đây tại nó đang còn login đang sai này, email và password này. Ở đây thì các bạn cũng kiểm tra lại cái dữ liệu cho các bạn này. Mình kiểm tra xem cái đây, bạn kiểm tra xem mà user đây, social đây hiện tại đang có một cái user bằng 2 và cái user bằng 3 đều là Google, đều trả về thông tin của user thành công, mà sao login lại sai nhỉ? Ở đây mình xem thử cái password, cái lúc mà password xem ở cái service và lại cái service này. Cái lúc password ở đây mình cũng đã hát rồi, ok, hát thêm name. À, thì ở đây password đã hát thêm name. Thì gì? Thì cái lúc mà mình bắn sang ấy, cái lúc mình bắn sang đăng nhập đây mình sẽ phải lấy theo thằng name. Không 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 được bắn là password kia. Đây này, name. Mình nghĩ là thế, đây, các bạn xóa hàng này đi nhá, lại. Mình nghĩ quả này là đúng đấy. Ô oh, sao sai nhỉ? Nó tím đấy. Đấy. Ờ, sao thằng đầu tiên lại không được nhỉ? Để mình xem lại thằng Phây Trung Phúc là sao không được nhỉ? Ồ, cái file này mình có vấn tài khoản này có vấn đề đấy, thì cơ bản là nó sẽ như vậy. Thì các bạn nào mà chưa làm được thay đổi gì thì bảo mình là mình sẽ gửi các file sang nhé, có để mình sao lại vì sao cái Gmail kia của mình nó lại không login được.